Chào mừng các bạn đến với kênh pháo thủ Arsenal. Sau đây là những nội dung vừa cập nhật. Saka Smith một con đường, hai số phận. Cùng lớn lên ở học viện Arsenal, Bukayo Saka và Emin Smith đều là những tài năng giàu triển vọng. Trong khi chấn thương kéo lùi sự nghiệp của Smith thì Saka lại thăng tiến mạnh mẽ. Sinh ra cách nhau chỉ hơn một năm, cùng phát triển tại học viện Hell End của Arsenal và ra mắt đội cách nhau 10 tuần. Saka và Smith được coi là những trụ cột trong tương lai của pháo thủ nhưng vài tháng sau khi ra mắt, sự nghiệp của họ đã rẽ theo hai hướng khác nhau. Trong khi Smith được cho mượn, đầu tiên là câu lạc bộ Leipzig và sau đó là Huddersfield Town, thì Saka vẫn ở lại và dần chiếm được suất đá chính ở đội 1. Phải tới mùa giải 2020-2021, cặp đôi này mới lại được sát cánh cùng nhau. Sau thời gian cho mượn thành công ở Huddersfield, Smith trở lại London với rất nhiều kỳ vọng. Nhưng chấn thương vai trong quá trình tập luyện khiến anh chỉ có thể bắt đầu ra sân từ tháng 12 năm 2020. Vào thời điểm Smith trở lại, Arsenal đang có sự khởi đầu mùa giải tệ nhất kể từ mùa giải năm 1974-1975. Ngày 26 tháng 12 năm 2020, huấn luyện viên Mikel Arteta quyết định để anh đá chính trong trận derby London với Chelsea. Smith Rowe sát cánh bên cạnh người bạn thân Saka và gây được ấn tượng mạnh. Tính đến cuối mùa giải đó, Smith Rowe đã có 33 lần ra sân trên mọi đấu trường. Con số này tăng lên 37 vào mùa sau. Anh ghi được 10 bàn tại Premier League và trở thành cầu thủ tốt nghiệp học viện đầu tiên chạm cột mốc này trong một mùa giải kể từ khi Sef ghi được 19 bàn ở mùa giải 2009 2010. Sự phấn khích dâng trào, hai sản phẩm của học viện mang lại những khoảnh khắc quan trọng nhất cho Arsenal. Đó là giấc mơ của các cầu thủ và người hâm mộ. Nhưng giấc mơ đó đã sớm tàn. Trong khi Saka vẫn là thành viên cốt lõi trong hình xuất phát của Arteta, thì Smith Rowe ngày càng có nguy cơ bị đẩy ra khỏi sân Emirates. Ban đầu, điều đó có thể liên quan đến các vấn đề nhân sự, chẳng hạn như sự xuất hiện của Gabriel Martinelli và sự sa sút phong độ của chính Smith Rowe. Nhưng vào đầu mùa giải trước, các vấn đề về thể chất bắt đầu đóng vai trò quan trọng. Do gặp phải vấn đề ở háng, Smith Rowe không thể ra sân được nhiều. Anh phải trải qua cuộc phẫu thuật vào tháng 9 năm 2022 để chữa trị dứt điểm. Phải sau 499 ngày, Smith Rowe mới có thể ra sân cho Arsenal. Đó là trận đấu trên sân khách ở League Cup trước Brentford mà phá thủ tháng 1-0. Trong khoảng thời gian Smith Rowe vắng mặt, Buiko Osaka đã đá chính 51 trận trên mọi đấu trường. Việc Saka bị vắt kiệt sức đã trở thành chủ đề gây tranh cãi tại Arsenal thời gian gần đây nhưng không như Smith anh vẫn duy trì được sự ổn định cả về thể lực lẫn phong độ. Saka đã đá chính tất cả trừ một trong 12 trận tại Premier League mùa này của Arsenal, trong khi Smith chỉ đá chính một trận. Kể từ chiến thắng 5 0 trên sân nhà trước Sheffield United hôm 28 tháng 10, anh đã phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Cùng một suất phát điểm, nhưng trong khi Saka đang là trụ cột không thể thiếu của Arsenal, thì Smith lại dần mất hút do những chấn thương triển miên. Ông cũng là số phận của hai trong số những tài năng triển vọng từ học viện của pháo thủ. Arsenal thưởng lớn cho Tomiyasu. Theo báo cáo từ Team Talk, pháo thủ đã tiến hành gia hạn hợp đồng với hậu vệ người Nhật Bản. Theo báo cáo từ Team Talk, Arsenal có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Takehiro Tomiyasu. Hậu vệ người Nhật Bản đem đến màn trình diễn thuyết phục ở giai đoạn đầu mùa giải 2023-2024. Hợp đồng hiện tại giữa ngôi sao 25 tuổi và pháo thủ còn thời hạn 2 năm, kèm theo thủy chọn gia hạn thêm 1 năm. Quay ngược dòng thời gian, Arsenal ký hợp đồng với Tomiyasu từ câu lạc bộ Bologna vào năm 2021. Bỏ lại sau lưng những ánh mắt hoài nghi, Tomiyasu từng bước chứng minh năng lực vượt qua rào cản về chấn thương. Lối chơi đa năng trở thành điểm mạnh lớn nơi cầu thủ sinh năm 1998. Tomiyasu có thể thay thế cho Oleksandr Zinchenko đảm trách vai trò hậu vệ trái, đồng thời thay thế bên ngoài đá hậu vệ phải. Mùa giải năm nay, Tomiyasu có 10 lần ra sân tại Premier League, thi đấu tròn vai mỗi khi có cơ hội ra sân. Bên cạnh Tomiyasu, Arsenal cũng đẩy nhanh việc gia hạn hợp đồng với Ben White. Trong khi đó, bộ đội trung vệ Gabriel và William Saliba, đội trưởng Martino Degas đã đặt bút ký hợp đồng mới. Arsenal có chiến hành quân đến sân nhà Brentford vào cuối tuần này. Ghi 10 đoàn một trận, Arsenal tính ngay việc trói chân thần đồng. Theo Standard, Arsenal sẽ cố gắng trói chân tài năng trẻ Chido Obi-Martin sau màn trình diện ấn tượng dạo gần đây. Cầu thủ 15 tuổi, Chido Obi Martin đã gây chú ý hồi cuối tuần qua khi ghi tận 10 bàn giúp đội U16 Arsenal đánh bại U16 Liverpool với tỷ số 14-3. Hiện tại, Obi Martin đang nhận học bổng của học viện để chơi bóng đến mùa giải 2024-2025. Mùa tới khi tròn 17 tuổi vào tháng 11 năm sau, dự kiến anh sẽ được câu lạc bộ ký kết hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Trường hợp của Obi Martin cũng tương tự như Ethan Enwonari khi Arsenal đã phải chiến đấu hết mình trong mùa hè này để giữ chân thần đồng lò hayan. Obi Martin có thể chỉ mới 15 tuổi, nhưng anh đã khoác áo Arsenal ở cấp độ U21 và lập hat-trick vào lưới U18 Southampton hồi tháng 9. Với chiều cao 1m82, Obi Martin sở hữu một thể hình tương đối lý tưởng so với các bạn cùng trang lứa. Đó cũng là nguyên nhân giúp anh chơi bóng với những đàn anh hơn tuổi. Sinh năm 2007 tại Glossop, vùng ngoại ô Copenhagen, Obi Martin sớm chuyển đến Anh khi còn là một cậu bé. Trong tương lai, anh sẽ có hai lựa chọn để khoác áo đội tuyển quốc gia. Được biết, viên Jesper Mikkelsen, thuyền trưởng của U17 Đan Mạch, đánh giá cao về mặt thể chất cũng như tốc độ của cầu học trò. Hector Bellerin nói về sự thật Ateta. Trao đổi với Sky Sports, hậu vệ Hector Bellerin đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh chiến lược gia người đồng hương. Theo quan điểm đến từ Hector Bellerin, huấn luyện viên Mikel Arteta thực sự là một chiến lược gia hàng đầu và Arsenal cũng đã tiến bộ hơn trong một giải năm nay. Hậu vệ người Tây Ban Nha chia sẻ: "Mikel Arteta không ngừng học hỏi và đó là điều tích cực ở mấy. Arteta có thể thích nghi, học hỏi từ những sai lầm của mình và trở thành một Arteta mới sau mỗi một mùa giải." Khi còn là cầu thủ, ông ấy đã huấn luyện một vài người trong số chúng tôi và bạn có thể thấy Ateta có những ý tưởng tuyệt vời. Tôi nhớ Ateta đã nói chuyện với chúng tôi về việc ông ấy nghĩ trận đấu sẽ diễn ra như thế nào và chúng tôi nên pressing như thế nào. Điều đó thật tuyệt và tất cả chúng tôi đều biết rằng ông ấy sẽ trở thành một huấn luyện viên. Hiển nhiên, có một số cầu thủ còn rất trẻ trong đội hình của họ, nhưng giờ đây họ cũng đã có nhiều cầu thủ kinh nghiệm như Saka và tôi nghĩ đó là điều mà Arsenal từng thiếu. Mỗi năm, Arsenal sẽ trở thành một đội tốt hơn. Họ đang ở một vị thế xứng đáng. Lothar Matthäus nói thẳng về việc sao Arsenal đá trái sở trường. Chia sẻ với Sky Germany, huyền thoại Lothar Matthäus không tán thành ý tưởng ngôi sao người Đức đá hậu vệ trái. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann gây bất ngờ lớn khi quyết định sử dụng Kai Havertz trong vai trò hậu vệ trái khi Đức chạm trán thổ nhĩ kỳ. Kết quả chung cuộc, Đức thua ngược thổ nhĩ kỳ 2-3 dù Kai Havertz sớm mở tỷ số ngay ở phút thứ năm. Vai trò lạ lẫm của Kai Havertz tạo nên làn sóng tranh cãi trái chiều khác nhau. Theo huyền thoại bóng đá Đức, Lothar Matthäus, Kai Havertz không nên được xếp đá hậu vệ trái. Nhận định với Sky Germany, Lothar Matthäus phân tích: vẫn mang đến rất nhiều phẩm chất, nhưng cậu ấy vốn không được đào tạo để chơi ở vai trò này. vẫn nên được xếp ở trung tâm hàng tiền vệ, thậm chí chơi cao trên hàng công đội nhà. Tôi đồng ý quan điểm huấn luyện viên mong muốn thử nghiệm điều gì đó. Thế nhưng tôi hy vọng không nhìn thấy Kavvos đá hậu vệ trái thêm lần nào nữa, bất chấp việc cậu ấy chơi tốt chưa thổ Nhĩ Kỳ. Đó không phải là giải pháp lâu dài khi chúng ta xếp một trong những cầu thủ tấn công hay nhất nước Đức chơi ở vị trí hậu vệ trái. Đây rõ ràng là cái tát vào mặt những cầu thủ từng chơi ở vị trí này trước đây." trả 52 triệu bảng, Arsenal sẽ có sát thủ trong mơ. Trang Tuto Juve ở Italia tiết lộ, Juventus đã chuẩn bị trước tình huống tiền đạo Dusan Vlahovic rời khỏi câu lạc bộ. Cầu thủ người Serbia được cho là có ý định chuyển đến phía Bắc London vào tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, cuối cùng Dusan Vlahovic đã chọn ở lại Serie A chơi bóng và đầu quân cho Juventus. Mikel Arteta từ lâu đã là fan hâm mộ của cầu thủ 23 tuổi và báo cáo mới nhất cho thấy chữ ký của Vlahovic giờ đây chỉ có giá 52 triệu bảng. Chantuto Juve cho biết Juventus đã chuẩn bị trước cho tình huống Vlahovic rời khỏi Turin sau khi nhận được sự quan tâm của một loạt các ông lớn tại châu Âu. Sau khi không thể dự cúp châu Âu mùa bóng này, khả năng tài chính của Juventus phần nào bị hạn chế. Bất cứ thương vụ nào mang lại cho tiền vào lúc này đều đáng để ban lãnh đạo lão bà cân nhắc. Ngoài Vlahovic, Ivan Toni là một chân sút khác mà Arsenal sẽ theo đuổi mạnh mẽ trong tháng 1. Tiền áo này có giá khoảng 60 triệu bảng và sẽ trở lại sân cỏ trong giai đoạn năm mới sau khi hết hạn treo giò. Ivan Toni sẽ là chữ ký an toàn hơn Vlahovic. Tuy nhiên, arsenal sẽ đứng trước cuộc cạnh tranh khốc liệt từ phía các đội bóng khác